Trước hết ạ, xin được cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa ông ạ, thời gian vừa qua thì một số giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh đã bị các đối tượng giả danh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vậy ông có thể cho biết là Sở Giáo dục và Đào tạo thì có triển khai lấy thông tin cá nhân của giáo viên như đã được phản ánh hay không ạ? Trước hết là thanh tra của chúng tôi khẳng định một điều là tất cả các cái thông tin mà dọa nạt cán bộ giáo viên mà mới xảy ra trước đây, những ngày gần đây là hoàn toàn không phải của thanh tra chúng tôi. Cái việc mà thanh tra chúng tôi phát ngôn hay làm bất kỳ một cái việc gì thì chúng tôi đều có một cái quy chế, không qua tin nhắn, không qua điện thoại mà chỉ làm việc với thủ trưởng đơn vị. Từ thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai đến cán bộ giáo viên trong toàn đơn vị. Ngay sau khi sự việc xảy ra thì thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Giáo dục Đào tạo đã có những cái biện pháp xử lý như thế nào? Ngay ngày hôm đó là thanh tra sở cũng đã nhắn Weibo là ban hành ngay một cái công văn, đó là công văn 1530 đến tất cả các trưởng phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, là thông báo cái việc mà hiện nay đã có một số cái đối tượng cái lợi dụng danh nghĩa của thanh tra như vậy và yêu cầu trưởng phòng giáo dục đào tạo triển khai ngay đến tất cả các đồng chí hiệu trưởng và đề nghị các hiệu trưởng triển khai ngay cái thông tin này đến tất cả cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Tới đây cũng sẽ có một cái công văn gửi sang bên công an để phối hợp với công an trong cái việc mà ngăn chặn hoặc là truy tìm những cái đối tượng mà có cái hành vi lừa đảo đối với cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Ông có cái khuyến nghị như thế nào đối với các giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh để tránh trường hợp tiếp tục bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Chúng tôi đều khuyên cáo với cán bộ giáo viên là phải hỏi đồng chí tên là gì, đồng chí ở đâu và đồng chí cần cái thông tin gì, không trả lời vội mà nên chuyển về chúng tôi để chúng tôi xác minh xem đó có phải là cái đối tượng không. Đường dây nóng của chúng tôi là 02213 865001. Xin cảm ơn ông ạ.